Thưa các bạn yêu guitar, thì tiếp tục cái nội dung của guitar đệm hát thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp theo một cái nội dung rất quan trọng trong quá trình chúng ta đệm hát, đó là một số cái vòng hòa thanh cơ bản trong cái tông son trưởng mi thứ. Thì thưa các bạn, thì tông son trưởng mi thứ là một cái tông nhạc rất là hay và rất phổ biến, rất được nhiều người viết và nhiều người sử dụng. Thì về kiến thức chung về một cái tông nào đấy, ví dụ cụ thể như ở trên màn hình các bạn đang quan sát, thì cái tông hay cái vòng hòa thanh, cái tông son trưởng mi thứ, có nghĩa là cũng những hợp âm này, tông son trưởng mi thứ bao gồm các có 7 cái bậc. Tông nhạc nào thế nó có gồm 7 bậc: bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7. Và trong cái tông son trưởng mi thứ thì chúng ta có các hợp âm bậc 1 là hợp âm son trưởng, hợp âm bậc 2 đó là hợp âm la thứ, hợp âm bậc 3 đó là hợp âm si thứ hoặc là si bảy, hợp âm bậc 4 đó là hợp âm đô trưởng, hợp âm bậc 5 đó là hợp âm rê trưởng, hợp âm bậc 6 là hợp âm mi thứ, và hợp âm bậc 7 là hợp âm pha thăng thứ 7 giảm 5. Đây là những cái hợp âm cơ bản trong cái tông son trưởng mi thứ. Thì một cái quy tắc là nếu mà chúng ta chơi trên tông nhạc trưởng thì chúng ta sẽ chủ âm được bậc 1, tức là son trưởng. Tương ứng chúng ta có hợp âm song song đó là mi thứ, tức là nếu chúng ta chơi trên tông thứ cũng bằng những hợp đàn âm này, các cái 7 hợp âm như trên: son trưởng, la thứ, si thứ, đô trưởng, rê thứ, mi thứ, pha thăng thứ 7 giáng 5, thì nếu chúng ta chơi trên tông son thứ thì chúng ta sẽ chơi cái chủ âm là bậc 6, tức là mi thứ. Thì bất kỳ một tông nhạc nào đấy thì các bạn cũng phần trước tôi đã có chia sẻ rồi, các bạn rõ rồi. Đối với tông son trưởng mi thứ thì cũng không có cái gì ngoài lệ cả, đúng không ạ? Vậy chúng ta có quy ước bậc 1, bậc 4, bậc 5 là các cái hợp âm trưởng, cụ thể là son trưởng, đô trưởng, rê trưởng. Nếu mà còn bậc 2, bậc 3, bậc 6 đó là các cái hợp âm thứ. Trong tông son trưởng mi thứ thì chúng ta có cái hợp âm bậc 2 là la thứ, bậc 3 là si thứ, hoặc có thể là si bảy, và bậc 6 là mi thứ. Và hợp âm bậc 7 trong cái tông này đó là pha thăng thứ 7 giảm 5. Thì các bạn quan sát trên màn hình và các bạn có thể chụp cái màn hình này lại để chúng ta lấy cái kiến thức để chúng ta luyện tập. Đây là các quy ước, và cái hai cái hàng trên cùng là tôi ghi 7 cái bậc của cái vòng, hay là 7 cái hợp âm tương ứng với 7 bậc của cái vòng hòa thanh son trưởng mi thứ. Và tất nhiên thì trong hòa thanh thì đây là chỉ những các cái hợp âm cơ bản thôi để chúng ta luyện tập và chúng ta đệm hát thôi. Còn nếu chúng ta cần nâng cao hơn nữa, cần đưa màu sắc vào thì chúng ta cũng có thể còn phải thay nhiều cái hợp âm khác, hợp âm dim, hợp âm thăng thứ, thứ bảy giáng năm, vân vân, các hợp âm khác, các loại hợp âm màu khác nữa, hợp âm sút, sút 2, sút 4, vân vân, để chúng ta tạo một cái bản hòa thanh nó hay hơn. Tuy nhiên chỉ cần những cái hợp âm 7 cái hợp âm tương ứng cơ bản này thì các bạn cũng đã có thể tạo ra được những cái bản hòa âm, những cái bản hòa thanh, những bản đệm nó đã rất là hay rồi, nếu chúng ta biết phối hợp và chúng ta kết hợp với cái khả năng đệm của chúng ta nó tốt nữa thì chúng ta chắc chắn đạt hợp âm. Chỉ cần 7 hợp âm này chúng ta đã có thể đệm vô vàn những bài rất nhiều các khúc mà nó cũng rất hay rồi. Đấy, các bạn hình dung như vậy. Thì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn vòng hòa thanh tông son trưởng mi thứ. Thì như tôi nói ban đầu, tức là khi chúng ta chơi trên tông nhạc trưởng thì chúng ta sẽ chơi với các hợp âm này, 7 hợp âm như trên màn hình các bạn đang quan sát, thì chúng ta sẽ chơi cái tông đó là tông son trưởng.
Còn khi chúng ta chơi nhạc khứ, các cái bài hát, các khúc dòng nhạc khứ thì chúng ta sẽ chơi trên cái tông, đó là tương ứng là trong bậc 6 là mi thứ. Bậc 6 là mi thứ. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cái vòng hòa thanh mà các bạn hay sử dụng nhất để chúng ta chơi cái giọng mi thứ. Còn hôm sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn trên cái giọng son trưởng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn bốn cái vòng hòa thanh rất được hay sử dụng trên khi chúng ta đệm hát trên cái tông mi thứ. Thì sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn bốn cái tông hay gặp nhất của trên cái dòng giọng mi thứ. Tất nhiên thì các cái giọng khác các bạn cũng có thể là dịch tông tương tự thôi, nhưng mà sau khi chúng ta tốt nhất chúng ta để không phải ghi nhớ nhiều, mà chúng ta chỉ việc học thuộc. Đây là cái bốn cái vòng hòa thanh mà hay gặp nhất khi các bạn muốn chơi trên cái tông nhạc mi thứ. Tức là hầu như rất nhiều các khúc người ta chỉ viết nhạc vào dựa vào những cái vòng này, lặp đi vòng một đoạn từng đoạn vòng này. Thì quá trình chúng ta luyện tập thì theo tôi thì các bạn nên tập như sau. Chúng ta có thể kết hợp vào quá trình chúng ta tập hợp âm. Đấy. Tập hợp âm rồi tập các cái điệu. Tập các điệu kết hợp với các cái vòng hợp âm này thì nó sẽ rất là có ý nghĩa, rất là có ý nghĩa. Bởi vì khi ví dụ chúng ta đang mới học đàn, chúng ta học một cái điệu nhạc nào đấy, ví dụ điệu slow rock chẳng hạn, hoặc điệu bolero, hoặc điệu gì, hoặc điệu ballad nào đấy, vân vân, hoặc là điệu slow nào đấy, chúng ta có thể đang tập nhạc thì chúng ta vừa tập điệu, vừa tập cái tay phải trên điệu, đồng thời tay trái các bạn di chuyển những hợp âm theo những vòng này để các bạn quen, để các bạn làm quen với cái âm thanh, cái âm hình mà các bạn nghe được vào trong tai để nó thấm vào trong đầu của mình, và đồng thời cũng quen cái tay, cái vòng đi của cái tay, thì cái này rất có ý nghĩa để cho các bạn. Vì bởi vì những cái vòng này nó sẽ có rất nhiều ca khúc nó sẽ sử dụng những cái dòng này vào trong quá trình chúng ta để hát. Chính vì vậy mà vừa tập cái điệu nhạc từ sơ khai khi chúng ta tập điệu nhạc cho đến khi chúng ta tập điệu nhạc rồi, chúng ta tập cảm âm, chúng ta tập đặt, thậm chí chúng ta chỉ cần tập đặt hợp âm chúng ta cũng đi theo những cái vòng này, thì nó thấm, nó sẽ dần dần mưa dầm thấm lâu, tự nhiên nó sẽ thấm vào trong cái trí nhớ, trong cái linh hồn của chúng ta, những cái vòng hòa thanh này. Và những vòng hòa thanh này thì nghiễm nhiên nó rất hay rơi vào trong các cái đoạn, từng cái khúc, từng cái đoạn nhạc của từng ca khúc mà chúng ta học, là chúng ta sẽ đệm sau này, thì nó sẽ rất là nhanh để các bạn không phải đi tìm, rất là dễ dàng cho các bạn trong quá trình các bạn học cảm âm. Đấy, như vậy hiển nhiên các bạn đang tập điệu đó, nhưng mà chúng ta đã cảm âm được rồi, đúng không ạ? Vòng 1 chẳng hạn thì các bạn mi thứ, la thứ, si thứ hoặc si bảy, rồi quay lại mi thứ, cứ tập đi tập lại như thế, vì là nó có một cái vòng như thế, nó sẽ thấm. Nó sẽ thấm cái vòng này vào trong đầu của các bạn, thì đến lúc các bạn cảm âm nó sẽ rất là dễ dàng. Hoặc là vòng 2, mi thứ, la trưởng, rê trưởng, son trưởng, tôi đã đô các cái hợp âm thứ tôi để màu xanh, còn các hợp âm trưởng tôi cố tình để cái màu đen để các bạn phân biệt. Thì các bạn chỉ như vậy thôi, các bạn cứ tập hàng ngày, bất kỳ việc mục đích gì chúng ta tập quạt trả, đúng không ạ? Chúng ta tập quạt trả, chúng ta cũng đi theo các vòng này. Và như vậy thì quá trình chúng ta tập, vừa tập chơi, vừa tập nhịp, tập điệu, chúng ta đồng thời vừa tập các cái vòng hòa thanh. Và các vòng hòa thanh này nghiễm nhiên là nó sẽ tồn tại ở trong rất nhiều bài hát, và chính vì vậy nó rất là có ý nghĩa khi chúng ta học những cái vòng hòa thanh này. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ qua bốn vòng hòa thanh hay gặp nhất, hay xuất hiện nhất trong cái tông mi thứ, trong tông nhạc mi thứ, để chúng ta vận dụng vào chúng ta trong quá trình chúng ta luyện tập để cho nó thấm, tập cảm âm, lại tập điệu, các thể loại tập, các bạn cứ đi theo các vòng này, hiển nhiên một thời gian sau nó sẽ tự khắc, nó sẽ thấm vào trong cái tiềm thức của các bạn, và các bạn tập guitar đến lúc các bạn đệm hát nó rất là dễ dàng.
Đây là một số cái nội dung mà tôi trước khi vào cụ thể tôi sẽ trải nghiệm vậy. Như vậy các bạn có thể chụp những cái màn hình này vào và các bạn đã hoàn thành gần như xong những cái nội dung mà tôi cần chia sẻ trong bài học này. Và sau đây tôi sẽ cụ thể hơn về cái từng vòng hoàn thành một để các bạn có thể tập. Các bạn chụp màn hình này lại cho tôi. Chụp màn hình này lại. 4 cái vòng hoàn thành rất là hay gặp trên cái tông mi thứ. Các bạn chụp màn hình lại. Chụp màn hình lại. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ từng cái vòng một. Cái vòng đầu tiên, các bạn quan sát, tôi đã chụp rồi, đó là vòng 1, đó là vòng này có tên, các bạn nhớ này, vòng thứ nhất đó là vòng 6251. Đấy, xin lỗi, vòng 6236, 6236 nhé. Vòng 6236, vòng 1, vòng 6236 đó là các hợp âm tương ứng. Nếu mà chúng ta cái tông mi thứ, chúng ta có hợp âm mi thứ, la thứ, si thứ hoặc là si bảy rồi quay về mi thứ. 6236 vòng 1. Ví dụ như đấy, các bạn cứ tập thế này thôi. Ví dụ chúng ta đang muốn tập điệu slow rock, chúng ta chỉ việc 6236, tức là mi thứ, hai thứ la thứ, ba là si bảy, ba là si bảy hoặc là si thứ, được chưa? Tập hợp âm hoặc là tập điệu chúng ta cũng có thể tập được. Rồi mi thứ. Đấy. Các bạn cứ tập thôi, đúng không? Là chúng ta sẽ được một rồi. 6 mi thứ, 2 la thứ, 3 si bảy, 6 mi thứ. Rất đơn giản, chúng ta cứ tập đi tập lại như thế. Đấy là tập điệu slow rock nữa. Cái vòng này nó rất là hay gặp trong rất nhiều ca khúc, đặc biệt những ca khúc của buồn của nhạc trị chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể gặp ngay. Ví dụ ca khúc Chiếc lá thu phai chẳng hạn. Về đây đứng ngồi. Được chưa? Mi thứ, được chưa? Đường xa quá ngại, đường xa quá ngại, các bạn đặt đấy hợp âm la thứ bậc hai, để lòng theo chút mi bảy, chút nắng bên ngoài đấy, bây giờ chỉ vậy thôi, đúng không? Về đây đứng ngồi mi thứ này, đường xa quá ngại la thứ, bây giờ để lòng theo si bảy hoặc là si thứ, chút nắng bên ngoài đấy, mi thứ. Mùa xuân quá vội, tiếp tục mi thứ, vòng tích thứ hai, vẫn vòng như thế, như thứ hai, đúng không ạ? Mười năm tắm gội la thứ, giật mình ôi si bảy, chiếc lá thu phai đấy, các bạn đấy, đúng không? Chỉ cần một vòng như vậy thôi, 6236 là chúng các bạn đã đệm xong toàn bộ cái đoạn phiên khúc đầu tiên của các khúc rất hay Chiếc lá khu phai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đúng không? Rất hay. Hoặc là trong nhạc bolero cả các bạn đệm, đúng không? Chúng ta tập điệu bolero, chúng ta đưa cái vòng hòa thanh 6236 này vào, nó cũng rất hay gặp, đặc biệt trong những cái đoạn phiên khúc của cái điệu bolero, nó cũng hay xuất hiện cái vòng này, các bạn thấm, rất là thấm. Chúng ta tập điệu bolero 6 2 3. Đấy, bây giờ các bạn hình như vậy nhỉ. Đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sơ nhà màn. Biết thấy, đúng không ạ? Các bạn cứ ngồi cứ tập thôi, nghe ngao như vậy, đúng không? Chúng ta sẽ nó thể thấm, đúng không ạ? Các bạn hình dung 6 mi thứ, 2 la thứ,
C7 6 nghi thức. Đó, chúng ta vòng đầu tiên rất đơn giản, rất nhiều ca khúc, đặc biệt những ca khúc buồn trữ tình rất đi hay đi theo cái vòng này. Hoặc chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta làm cái intro cũng được, đúng không ạ? Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng bao nhớ thương đầy vơi. Các bạn hình dung như vậy đấy, đơn giản như vậy thôi, đúng không? Chúng ta sẽ để được rất nhiều ca khúc vào cái vòng này, rất đơn giản. 6 2 3 6, tức là mi thứ, la thứ, C7 hoặc là si thứ và quay về mi thứ. Đấy, vòng 1. Vòng thứ hai cũng rất là hay gặp, rất là kinh điển. Các bạn có vòng thứ hai. Vòng thứ hai chúng ta có 6 2 5 1. 6 2 5 1. Rất là nhiều ca khúc chơi cái vòng này, sử dụng cái vòng này để viết nhạc. Nhiều nhạc sĩ viết 6 2 5 1. 6 tương ứng với mi thứ, 2 tương ứng với la thứ, 5 tương ứng với dê thưởng và 1 tương ứng với son thưởng. 6 2 5 1 tương ứng đó là mi thứ, la thưởng, dê thưởng và son thưởng. Các bạn chụp màn hình rồi chúng ta sẽ tập đơn giản nữa. Các bạn tập như sau: 6 mi thứ, 6 mi thứ và 2 là la thứ. Xin lỗi các bạn, la thứ tôi viết ở trên này, các bạn có sót dấu các bạn vui lòng xin lỗi các bạn. La thứ, la thứ. À, la thứ được chưa? La thứ. La thứ. À, 6 2 5 1. Này các bạn chụp lại màn hình nhé. 6 2 5 1, 2 là la thứ, cho tôi biết có thiếu cái dấu các bạn thông cảm, vội thiếu cái dấu các bạn thông cảm được chưa? 6 2 5 1. Đấy, 2 là la thứ. À, bắt đầu các bạn tập này. Đấy, chúng ta ví dụ chúng ta muốn tập điệu slow đi. Điệu slow rock ấy. 6 này, mi thứ này, 2 la thứ này, 5 dê thứ này, 1 son trưởng. Đây ạ. Cứ 6 này, 2 này, 5 này dây trưởng, 1 son trưởng. 6 này, 2 la thứ này, 5 dây trưởng này, 1 son trưởng. 6 2 5 1. Các bạn chỉ phải thôi, các bạn tập. Đây điệu slow rock đúng không ạ? Còn chúng ta điệu bolero. Điệu slow này. Đấy các bạn hình dung đấy, đơn giản thế, đây nha, rồi hoặc là điệu slow đúng không? Slow đi, chúng ta là muốn tập điều slow, chúng ta sẽ chơi cái vòng hoàn thành này như sau. 6 này, mi thứ, 6 mi thứ này, 2 la thứ được chưa? 6, 2 la thứ, 5 dây thứ, 1 son trưởng. Chúng ta vừa kết hợp tập điệu, chúng ta vừa tập
các vòng hòa thay này thì nó sẽ thấm vào trong cái cảm giác âm thanh, nó sẽ vào trong cái trí nhớ của chúng ta, và sau này chúng ta sẽ rất là thuận tiện để chúng ta luyện tập. Đấy, cái vòng hòa thay này rất là hay sử dụng, rất nhiều ca khúc sử dụng. Tôi lấy ví dụ như ca khúc Phố Xa chẳng hạn, nó chỉ dùng toàn những cái vòng hòa thay này thôi. Mưa về trên khúc hát lắng u buồn đời bóng hình ai để cho bạn được chưa? Mưa này, bạn đặt hợp âm mấy thứ này. Về trên khúc hát là thứ này, lắng u buồn trời trưởng này, đời bóng hình ai son trưởng, được chưa? Son trưởng, đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, đấy, bắt đầu. Như tìm về giấc mơ xưa. Mơ xưa các bạn là thứ. Con đường son dây trưởng giờ là kỷ niệm. Đấy là sao vậy? Cứ vòng như thế thôi. Phố Xa này. Mưa về trên khúc hát lắng u buồn đời bóng hình nhai. Đây một vòng nhá. Tiếp vòng thứ hai này cũng thế. Như tìm về thoáng hương xưa. Con đường dây trưởng giờ là kỷ niệm son trưởng. Đó, hết một vòng nhá. Tiếp tiếp giòn sương tiếp tục là mi thứ đấy ạ. Lặng lẽ trôi đi la thứ đấy ạ. Đấy giọt sương lặng lẽ trôi bên em đấy, đong trên đôi mắt vô tư đấy các bạn. Hai cái đoạn đầu nó chúng ta chỉ trùng cái vòng hậu âm thôi đấy nhá. Mưa mưa mi thứ về trên khúc hát đấy đấy nhá, la thứ lắng u buồn dây trưởng đời bóng nghi nhái son trưởng. Tiếp bây giờ như tìm về giấc mơ xa đấy. Con đường giờ là kỷ niệm đấy. Tiếp bây giờ đấy son một hai năm một thế thôi. Đấy. Tiếp này giòn sương một hai lặng lẽ đi qua mùa đông lạc giữa tình yêu. Đấy như vậy, đấy như cứ vòng hòa thành như vậy thôi. Chúng ta tập các điệu như ta cho nó thấm vào bây giờ. Sau đấy chúng ta sẽ thấm, nó thấm được âm bây giờ. Chúng ta sẽ thấm vào trong người chúng ta và tự nhiên chúng ta sẽ nhớ cái các cái hầu như những cái giai điệu của những cái vòng hòa thanh này, nó cứ đi trong vào trong cái cơ thể của chúng ta và chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta học luyện tập đấy ạ. Đây là về cái vòng thứ hai là vòng 6251 gồm mi thứ, la thứ, dê thưởng và son thưởng. Đấy, vòng thứ hai rất là cơ bản. Vòng thứ ba thì phát triển tức là mở rộng từ vòng thứ hai đấy ạ. Các bạn chụp màn hình nhớ lại màn hình nhé. Vòng 2 là 6251 thì vòng 3 là 6251 4736 6251 4736 bao gồm các câu âm mi thứ bậc 2 la thứ bậc 5 dê thưởng bậc 1 son thưởng bậc 4 đô thưởng bậc 7 pha thăng thứ 7 giáng 5 bậc 3 si 7 và bậc 6 là quay về mi thứ. Đấy. Mi thứ, la thứ, dê thưởng, son thưởng, đô thưởng, pha thăng thứ 7 giảm 5, si thưởng và mi thưởng. 6251 là ở vòng trên mở trong ra 4736 6251 4736 được chưa? Các bạn nhớ tên luôn được chưa? Các bạn tập cũng tập tương tự như vậy thôi, không có gì khác cả. 6 mi thứ, 2 la thứ, 5 dê thưởng, 1 son thưởng, 6 2 5 1 được chưa? Tiếp thêm mở rộng 4 đô thưởng, 7 pha thăng thứ 7 giáng 5. Các bạn quan sát pha thăng thứ 7 giáng 5 đây được chưa? Cái bấm hợp âm pha thăng thứ 7 giáng 5 các bạn bấm như sau. Ngón từ dây trên cùng nha, tôi chỉ dây trên cùng nha các bạn. Tôi từ ngón này, ngón 1 các bạn bấm vào dây số 2 ngăn 1. Ngón 2 các bạn bấm vào cái nốt pha thăng, nốt bát pha thăng ở dây số 6 ngăn 2. Ngón số 3 các bạn bấm vào cái dây số 3 ngăn 2 từ dưới lên và
ngón số 4 các bạn bấm vào dây số 1 ngăn 2, chúng ta có hợp âm. Chúng ta chỉ chơi nốt pha trên và 3 dây dưới, nốt dây số 6 và dây số 3, số 2, số 1, 1, 2, 3 ở phía dưới. Chúng ta có cái hợp âm pha bậc 7 của cái tông mi thứ, hay là tông đô trưởng, song trưởng mi thứ, đó là pha thăng thứ 7 giáng 5, là pha thăng thứ 7 giáng 5. Pha thăng thứ 7 giáng 5 mà hợp âm bậc 7, bậc 7. Mục đích của hợp âm bậc 7 này là để nó hút về cái át âm si 7. Sau khi đi, có thể chúng ta đi nửa nhịp cái pha thăng thứ 7 giáng 5 mà chúng ta sẽ về si 7 để chúng ta về chủ âm mi thứ. Đấy ạ, các bạn, cái vòng này rất hay các bạn. Vòng số 2 mở rộng, tức là vòng số 2 là 6251, thì vòng số này sẽ là 6251 4736. Và 7 là pha thăng thứ 7 giảm 5, là một cái hợp âm để hút về, để kéo về cái hợp âm bậc 3, hợp âm C7. Sau đấy hợp âm C7 này chúng ta kết thúc bảng, cái đoạn kết thúc, hoặc là các bạn hết cái đoạn, sắp hết cái đoạn phiên khúc đầu, hay có cái xuất hiện cái vòng pha thăng thứ 7 giáng 5 này, các bạn trong hòa thanh các bạn và đệm hát các bạn lưu như vậy thì các bạn sẽ rất là dễ dàng trong để chúng ta tập đệm. 7 là pha thăng thứ 7 giáng 5, 3 là C7 quay về 1 chủ âm mi thứ, 6 2 là thứ, 5 dây thường, 1 son thường, 4 đô thường, 4 đô thường, 7 pha thăng thứ 7 giáng 5, và 3 về C7 để hút về 3 C7. Sau đây chúng ta về chủ âm. Vòng cuối cùng mà chúng ta có thể sử dụng ở trong cái tông mi thứ này thì chúng ta có cái vòng số 4, vòng số 4, các bạn chụp màn hình vòng số 4, chụp đến đâu chúng ta nhớ đến đây, được ạ. Đó là vòng 4 là 6 3 2 3, 6 3 2 3, đó là 6 tương ứng với mi thứ, 3 tương ứng với si thứ, 2 tất nhiên là la thứ, và 3 là si thứ, chỉ có 3 hợp âm thôi, 6 3 2 3, mi thứ, si thứ, la thứ, si thứ. Đấy, 6 3 2 3. Cái này cũng rất buồn, trong những cái dòng nhạc buồn chúng ta cũng có thể sử dụng cái tông này, cái vòng này. Mi thứ, si thứ, la thứ. Đấy các bạn, đấy quay chữ tập vậy thôi. Như vậy thôi, đúng không ạ? 6 3 2 3. Đấy, vòng thứ tư. Như vậy cái thời gian nó tương đối dài rồi, tôi chia sẻ các bạn hơi dài rồi. Thì các bạn cứ tập như vậy thôi, chúng ta sẽ vận dụng mọi lúc mọi nơi mọi tình huống để chúng ta tập các vòng hòa thay này để nó thấm vào trong người, đúng không? Nó thấm vào trong người thì sau này chúng ta sẽ cảm âm rất là dễ. Cảm ơn rất dễ, từ vào trong người trong làm biết, và đến lúc chúng ta cảm âm đặt các hợp âm cho ca khúc nó rất là thuận tiện. Thì qua thời gian khoảng gần 30 phút thì tôi đã chia sẻ với các bạn những vòng hòa thanh quy luật và những cái vòng hòa thanh cơ bản để các bạn luyện tập cảm âm trên cái tông mi thứ. Thì phần sau tôi sẽ chia sẻ các bạn tiếp theo trên cái tông son trưởng và cái hợp âm trưởng. Thì cái nội dung chia sẻ của tôi hôm nay đến đây kết thúc. Nếu các bạn yêu thích, xin vui lòng cho một vài lời nhận xét, bình luận và đăng ký, cũng như là
cho một lần yêu thích kênh. Xin cảm ơn các bạn.